nhà rồng cho nên cho thấy cho cứ cho thấy cho không yêu sách đâu nên là cho cô phần đa lô sẽ nhận sách nó YouTube channel là do cô gì lâu gì thân bền hôm nay sẽ để cho nông tao hôm nay là phát sinh ra tôi nhớ là nhà nó lâu lúc nào cô yêu lo cho quý răng câu chuyện nhà cô sau này mà phụ đồ này tâm lòng mua lúc khách đầu tiền giao dịch gì cha cứ là xuyên tu nữa nè kết thank you.